Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc, 55 tuổi, trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú tại ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, để điều tra về hành vi hành hạ con. Được biết, từ năm 2002, bị can Trần Minh Đắc và bà LTH, tên viết tắt, 52 tuổi, có nhận bé TNT, tên viết tắt, 3 tuổi làm con nuôi từ một người tên M, tên viết tắt. Sau đó, cả hai có đến Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc để làm thủ tục cho nhận con nuôi. Khoảng giữa tháng 10 năm 2023, bị can Đắc và bà H đưa bé về ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi để sinh sống. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, khi bị can và bà H đi công việc về nhà, thấy cháu TNT làm đổ nhiều vật dụng trong nhà. Tức giận, bị can Đắc đã ra tay tấn công cháu T, nhưng bị hàng xóm phát hiện và báo với chính quyền và người dân xung quanh để giải cứu cháu. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu bị can Trần Minh Đắc thừa nhận, từ khi nhận nuôi cháu T đến nay, đã nhiều lần tấn công cháu bằng nhánh cây, mục đích là để dạy con.